Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel S Sentai. Video này các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về 12 thiên thánh Magitopia trong series Magilin cho nhé. Nào, chúng tôi cùng bắt đầu. Theo truyền thuyết từ xa xưa, có 5 vị phép sư loài người nhờ tu luyện phép thuật lên cảnh giới cao nhất mà bản thân đã hóa thành những thiên thánh bất diệt. Và họ cũng chính là những người đầu tiên mà đặt nền móng cho vương quốc của phép thuật Magitopia. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho việc trở thành thiên thánh đó là họ phải bỏ lại toàn bộ ký ức và cuộc sống con người, hoàn toàn trở thành một thực thể cao quý với duy nhất một mục tiêu, đó là bảo vệ thế giới của loài người cũng như là Magitopia mà họ đã gây dựng nên. Những pháp sư ấy được gọi là 5 thiên thánh của khởi nguyên. Không đâu xa, chính là những vị thiên thánh đại diện cho các nguyên tố mà đã ban sức mạnh cho anh em nhà Ozu, một tay khai sinh lên chiến đội Magiranger. Đầu tiên là thiên thánh khởi nguyên Furejeru, là người đứng đầu cho 5 thiên thánh khởi nguyên. Furejeru đóng vai trò rất lớn trong sự hình thành của Magitopia. Sở hữu vẻ ngoài được bao bọc bởi dung nham cháy bỏng, Furejeru chính là thiên thánh đại diện cho nguyên tố lửa. Mà theo bất cứ một thần thoại nào về phép thuật thì lửa luôn là thứ nguyên tố lợi hại trong chiến đấu. Sức mạnh của Furejeru cũng là rất to lớn, vậy nên phải là một con người sở hữu ngọn lửa cháy bỏng cùng lòng dũng cảm vô hạn mới xứng đáng nhận được thứ sức mạnh vô biên này. Và người phù hợp nhất với điều đó chính là Ozukai, chiến binh Majiret. Dù tính tình có phần hơi trẻ con và nông nổi, nhưng anh cũng đã chứng minh mình là người thừa kế xứng đáng của Furejeru. Những thiên thánh khởi nguyên còn có thể trao sức mạnh cho các Magiranger thông qua những sinh vật cơ khí hay còn được gọi là các Magin. Đối với Furejeru, đó chính là Magi Phenikusu, một robot mang concept của loài chim phượng hoàng, và đây cũng chính là một sinh vật tối cao tượng trưng cho ngọn lửa bất diệt. Tiếp theo là thiên thánh khởi nguyên Borujeru, đại diện cho nguyên tố sét. Tạo hình của Borujeru trông giống như một kỵ sĩ với bộ giáp màu ánh kim, trông rất oai vệ. Và người thừa kế ý chí của Borujeru chính là Ozu Tsubasa, bộ não của cả chiến đội Magiranger. Anh đã cho thấy sự xứng đáng của mình với battle IQ cực kỳ cao, giúp cả đội vượt qua rất nhiều phen sóng gió trong suốt các cuộc hành trình. Sinh vật cơ khí tượng trưng cho Borujeru chính là Magigaruda, mang thiết kế và tạo hình của loài chim xí điểu, được mệnh danh là vĩ vua của loài chim và có nguồn gốc thuộc ba đại tộc hộ pháp. Tiếp theo là thiên thánh khởi nguyên Superajeru, đây chính là vị thiên thánh đại diện cho nguyên tố thủy. Superajeru chính là vị thần của sự ôn hòa, nhưng vẫn luôn sẵn sàng mang tới những cơn sóng dữ của đại dương để bảo vệ địa cầu. Superajeru chính là người đã ban sức mạnh cho Ozu Urura, một cô nàng với tâm hồn thánh thiện và trong suốt như mặt nước. Sinh vật cơ khí tượng trưng cho Superajeru chính là Majimamedo, được mô phỏng theo hình dạng của một sinh vật thần thoại gắn liền với biển cả, hay đó chính là nhân ngư. Kế tiếp là thiên thánh khởi nguyên Uinjeru, đây chính là vị thiên thánh đại diện cho nguyên tố phong, mang tạo hình trông khá giống như một nàng tiên. Uinjeru chính là người đã ban sức mạnh cho Ozu Hoka, người sở hữu tính cách nhí nhảnh và năng động. Sinh vật cơ khí tượng trưng cho Uinjeru chính là Magi Fairy, mang kết cấu và hình dạng của một nàng tiên tí hon, và đây cũng là Magi nhỏ nhất trong số 5 người. Kế đến là thiên thánh khởi nguyên Granjeru, manh dáng của loài ma thụ. Mà nếu các bạn có theo dõi dòng phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn thì sẽ biết, ma thụ chính là những sinh vật cai quản rừng rậm và thiên nhiên. Granjeru đại diện cho nguyên tố đất, và người xứng đáng kế thừa sức mạnh của vị thiên thánh này tất nhiên là Ozu Makito, người anh cả của cả nhóm, với tính cách siêu nghiêm túc, có thể chất phi thường và niềm yêu thương với cây cỏ. Sinh vật cơ khí tượng trưng cho Granjeru chính là Majitarosu, mang thiết kế và tạo hình của một sinh vật thần thoại gắn liền với mặt đất, hay đó chính là nhân ngưu. Đây cũng là Magi lớn nhất trong số 5 người. Và đó chính là 5 vị thiên thánh đã đặt những viên gạch đầu tiên để tạo nên vương quốc phép thuật Magitopia. Mà có lẽ các bạn cũng đã biết, đây vốn là nơi sống của rất nhiều các vị thiên thánh khác nữa. Và trên hành trình tạo nên sự thịnh vượng của Magitopia, không thể không nhắc đến sự góp mặt của 7 vị thiên thánh đương nhiệm, những người cũng sở hữu quyền năng không thua kém gì so với 5 người họ. Thứ nhất là tổng lãnh thiên thánh Majiru. Dựa trên những giá trị tinh thần mà 5 thiên thánh khởi nguyên đã mang lại cho Magitopia, có thể nói rằng họ là những vị thánh vĩ đại, nhưng đừng hiểu nhầm rằng họ cũng là những người đứng đầu của Magitopia. Thực ra, người chịu trách nhiệm cai quản trong vùng đất thánh này chính là tổng lãnh thiên thánh Majieru, ngự trị tại ngôi đền thánh nơi cao nhất của vương quốc Magitopia. Majieru được biết đến như người quyền năng và có tiếng nói nhất tại đây. Sự phồn vinh của miền đất này có công rất lớn của bà. Và Majieru cũng chính là lý do mà Infertial qua bao nhiêu thế kỷ vẫn không thể lay chuyển được Magitopia. Ở khung cảnh đầu tiên xuất hiện, Majieru với hình dáng khổng lồ đã thể hiện rõ sự uy nghiêm của mình. Và cũng từ vẻ ngoài, chúng ta có thể biết bà là một người rất nhân hậu. Tuy nhiên, không phải lúc nào Majieru cũng sẵn sàng giúp đỡ cho bất kỳ chúng sinh nào. Do vị tổng lãnh thiên thánh này đã bị ám ảnh bởi các luật lệ, thứ đã giúp Magitopia đứng vững suốt từ xa xưa. Đối với bà, giống loài thiên thánh là tuyệt đối, luôn có những ranh giới rõ ràng giữa thiên thánh và loài người, và con người không thể nào sở hữu những đặc cách của thiên giới được. Điển hình là việc Majieru đã từ chối lời thỉnh cầu của các Magiranger khi họ đã ngỏ ý mượn ngựa thần Unigorion để chống lại bè lũ Infertia. Hay xa hơn là trong quá khứ, chính bà cũng là người phản đối việc Ozu Miyuki học phép thuật và ngăn cản việc thiên thánh Burejeru tới địa ngục. Thế nhưng, thời đại nào thì cũng sẽ luôn có sự thay đổi, và sự xuất hiện của gia đình Ozu chính là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách giữa thiên thánh và loài người. Từ sự hy sinh của người cha Burejeru cho đến lòng dũng cảm của 5 anh em chiến đội phép thuật,
Majiru đã quyết định giúp đỡ cho các chiến binh loài người, điều mà chưa từng xảy ra từ trước tới nay. Ở trong tập thứ 48, khi Majitopia dần sụp đổ bởi sự xâm lăng của chúa tể Anma, chính Majiru là người đã suýt đặt ngược thế cờ khi bảo có thể khống chế được hắn. Nhưng sức mạnh tà ác vô tận của Anma đã giúp hắn chiến thắng và chiếm được vùng đất thánh. Thậm chí, nếu bài không nhanh tay dịch chuyển bản thân đến một nơi khác, hắn còn đã suýt sát hại Majiru. Sau khi chính nghĩa giành được chiến thắng nhờ công lớn của những đứa trẻ loài người nhà Ozu, Majiru đã chấp nhận vai trò của các Magi Ranger cũng như xóa bỏ ranh giới giữa loài người và thiên thánh. Ở tập cuối của series, Majiru cũng đã tập làm quen với sự hiện diện của con người sống tại Magitopia, hay đó chính là cô nàng Ozu Urara. Ngoài ra, nữ diễn viên thủ vai cho nhân vật Majiru chính là Shoga Machiko. Bà chính là người mà được các fan của dòng phim Power Rangers Mighty Morphin biết đến nhiều nhất với vai trò là phù thủy Rita Repulsa gốc. Và Majiru cũng chính là một trong những vai làm nhân vật tốt hiếm hoi của bà. Tuy nhiên điều đáng buồn rằng Majiru lại chính là vai diễn tục cực cuối cùng của bà trước khi qua đời. Thứ hai là thiên thánh dũng cảm Burejeru, là người tạo nên bước khởi đầu của sự kết nối giữa thiên giới và trái đất. Thiên thánh dũng cảm Burejeru hay chính là người cha Ozu Isamu của năm chiến binh Magi Ranger. Ở Magitopia, Burejeru được biết đến là một nhà vô địch bất khả chiến bại và cũng là chiếc khiên của thiên giới. Ông còn đóng vai trò trong việc xây dựng nên hàng ngũ trụ cột của Magitopia với Sanjeru, Runajeru và Rajeru. Những thiên thánh rất mạnh mẽ đó đều là học trò của ông. Kể từ khi đem lòng yêu Miyuki và hạ sinh ra năm đứa con, Burejeru đã có ý định an cư tại địa cầu. Nhưng cuộc thánh chiến đã bất ngờ nổ ra với Infertia, điều mà đã khiến ông phải một lần nữa đứng dậy và chiến đấu. Trước khi ra đi, ông đã dặn người vợ Miyuki của mình là phải giữ kín bí mật về thế giới phép thuật với các con của mình và chỉ được phép nói ra khi thời điểm đã đến. Trở lại với cuộc chiến, khi chú tể Anma sắp mở được cánh cổng đến thế giới loài người, Burejeru vì muốn bảo vệ gia đình của mình nên đã bất chấp lời ngăn cản của tộc lãnh thiên thánh Majiru. Ông đã một mình cảm tử tiến thẳng vào địa ngục để chống lại Infertia. Với sức mạnh của mình, Burejeru đã tả xung nhũ đột với quân thủ và gây khó khăn khá lớn cho đoàn quân bóng tối. Nhưng chỉ một mình ông là không đủ để chiến thắng. Sau đó, Burejeru đã bị thương nặng và gần như sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, ý chí mạnh mẽ đã giúp ông thành công phong ấn được chúa tể Anma và các tên tướng lĩnh của hắn. Nhưng cái giá mà Burejeru phải trả còn tồi tệ hơn cả cái chết. Đó chính là ông đã trúng phải lời nguyền của Anma và trở thành ma giới kỵ sĩ Uruzado, kẻ phụng sự trung thành cho Infertia. Sức mạnh của lòng dũng cảm bây giờ đã bị che khuất bởi bóng tối sâu thẳm. Cũng kể từ đó, trong rất nhiều các cơn vô thức, Burejeru dưới thân phận là Uruzado đã rất nhiều lần chạm trán với gia đình của mình, hay chính là các Magi Ranger. Và thậm chí, ông còn đã suýt sát hại người vợ thân yêu của mình. Với chiếc Ken Jagun chứa đựng con mắt của tên chúa tể Anma, Uruzado luôn luôn áp đảo các chiến binh Magi Ranger còn non trẻ. Và thậm chí sức mạnh của Uruzado còn được đánh giá là nhỉnh hơn phần lớn so với các tên ác thần địa ngục. Việc ông đánh bại ác thần Waiba trong một trận tay đôi đã chứng minh rõ ràng về điều đó. Với hành trình hơn một nửa giai đoạn trong series, sau khi chiến đấu liên tục với những đứa con của ông, Uruzado đã dần tìm lại ký ức của chính mình. Dù vẫn ở trong thân phận là ma giới kỵ sĩ, nhưng hành động của Uruzado đã dần trở nên khác đi. Ông đã bắt đầu giúp đỡ cho các Magi Ranger để chống lại Infertia. Nhằm ngăn chặn sự hồi sinh của Anma, Burejeru đã hấp thụ linh hồn của tên chúa tể vào người mình và náo tên một địa điểm bí mật để đảm bảo con quỷ trong người ông sẽ không thể trỗi dậy. Thế rồi, đã có được quyết định dụ Burejeru buộc phải ra mặt bằng cách ra lệnh cho hai tên ác thần tối thượng là Surepuniru và Doriku cùng ra trận, hòng gây sức ép cho các chiến binh Magi Ranger. Đồng thời, hắn cũng sử dụng một chiếc váy cá định vị của mình và lén nhờ mật thám Vancuria gài nó vào người của Burejeru khi thấy ông xuất hiện. Và tất nhiên, mưu hèn kế bẩn này của Dago đã thực sự hiệu quả khi mà Burejeru buộc phải thoát khỏi nơi ẩn náu và nhanh chóng trở lại để giúp đỡ cho những đứa con của mình. Sau trận chiến, Dago đã xác định được vị trí của Burejeru. Hắn cùng đồng đội đã tìm đến để gây sức ép cho ông và chúng đã thành công tách linh hồn của Anma ra khỏi người của Burejeru. Điều này cho phép vị thiên thánh dũng cảm có lại được bản ngã của mình. Nhưng rồi sau đó, ông cũng bị chúng đẩy đến đường cùng và bỏ mặc cho đến chết. Thế nhưng, điều may mắn là Burejeru đã được người vợ Miyuki kịp thời cứu sống. Và cũng kể từ đó, ông đã chính thức tham gia vào chiến đội Magi Ranger với hình dạng hoàn toàn mới của mình, hay có tên gọi là chiến binh Uruzado Fire. Sử dụng hết tài năng và kinh nghiệm vốn có để truyền đạt lại cho những đứa con. Rõ ràng, sự có mặt của Burejeru trong đội nhóm Magi Ranger đã giúp ích rất nhiều trong việc khóa lớp lỗ hổng về mặt kinh nghiệm chiến đấu của họ. Trong trận chiến cuối cùng của series, Burejeru đã bị chính tay Anma giết chết sau khi ông đã cố gắng ngăn cản hắn chiếm lấy Magitopia. Nhưng vận mệnh của ông vẫn chưa thể kết thúc khi cặp song sinh quỷ là Nai và Mea đã bất ngờ hồi sinh cho ông để tham gia vào thắng lợi cuối cùng của các chiến binh chính nghĩa. Thứ ba là thiên thánh băng tuyết Sunojeru. Đây chính là một trong những người lớn tuổi nhất của Magitopia. Bà còn là học trò của năm vị thiên thánh khởi nguyên. Năng lượng của Sunojeru thuộc nguyên tố băng, một trong những nguyên tố hiếm của thánh thoại về phép thuật. Thế nhưng, điều khiến Sunojeru trở nên đặc biệt không phải chỉ vì bà thuần thục việc điều khiển băng tuyết, mà chính là việc bà ấy có thể khai sáng sức mạnh phép thuật tiềm ẩn bên trong con người. Và Miyuki chính là tuyệt tác lớn nhất của đời bà. Thế nhưng, sau cái chết của Burejeru trong cuộc thánh chiến, cùng với đó là sự phản bội của thiên thánh Rajeru, đã khiến tích cực của Sunojeru dần trở nên tan biến. Cũng chính vì thế mà Sunojeru đã quyết định rời khỏi Magitopia để sống trong thế giới Maridejuna của riêng mình, hay còn được gọi là biển than thở.
và chính dòng nước của nơi này lại đến từ những giọt nước mắt của bà. Tại đó, Suno Jeru đã ẩn mình trong vỏ bọc của một đứa trẻ sơ sinh, che giấu bản thân khỏi sự tàn khốc của thế giới bên ngoài. Không lâu sau, các chiến binh Majiranger đã tìm thấy Suno Jeru bên trong cơ thể của một con cá khổng lồ, và họ đã sử dụng lòng dũng cảm cùng ý chí rực lửa của mình để làm tan chảy trái tim băng giá của vị thiên thánh cổ đại. Để đáp lại thành ý, bà còn đã giúp cho nhóm anh em nhà Ozu có thể đạt đến tiềm năng cao nhất về phép thuật với trạng thái huyền thoại. Cũng sau sự kiện đó, Suno Jeru cũng đã chính thức quay trở lại và giúp đỡ cho các chiến binh Majiranger trong cuộc đối đầu với ác thần Doriku, điều mà đã để lộ hình dạng trưởng thành thực sự của bà ấy. Và hồi kết, Suno Jeru cũng đã góp sức một phần trong trận chiến chống lại tên chúa tể ăn mà. Thứ tư là thiên thánh thời không Chrono Jeru. Tại Magitopia có một loại pháp thuật rất nguy hiểm, thậm chí đã đạt đến hàng cấm kỵ, đó chính là pháp thuật thời không của thiên thánh Chrono Jeru. Loại sức mạnh có thể điều khiển thời gian và không gian này, theo mình nghĩ là nếu phát huy hết khả năng thì nó còn có thể thay đổi cả thực tại của thế giới. Chính vì sự bá đạo đó, rõ ràng là sẽ rất nguy hiểm nếu rơi vào tay của bé lũ Infertia. Cũng chính vì thế mà chủ nhân của sức mạnh này đã quyết định phong ấn bản thân vào một ngọn núi biển, đồng thời đặt một lời nguyền chết chóc lên bất cứ ai mà dám sử dụng pháp thuật thời không đó ngoài ông. Và Ozu Tsubasa đã cố tình khám phá ra thứ pháp thuật thời không này, mặc trước sự cảnh báo trước đó của người thầy Hikaru. Tsubasa đã sử dụng nó để tìm hiểu về âm mưu tiếp theo của bọn Infertia. Và thế là lời nguyền đã giáng xuống anh ấy bằng một tác dụng phụ khủng khiếp. Đó chính là trên ngực của Tsubasa đã mở ra một cơn lốc hố đen, thứ mà sẽ khiến cho bản thân anh ấy sớm bị tan rã. Biết được việc này, Hikaru đã nhanh chóng phong ấn Tsubasa bằng một câu thần chú kết giới và đưa anh ấy đi tìm quyền trợ trục tội của vị thiên thánh Chrono Jeru, thứ duy nhất có thể phá giải lời nguyền của phép thuật thời không. Sau khi vượt qua vô vàn những khó khăn và trở ngại, cùng lúc phải đối đầu với ma giới kỵ sĩ Uruzado, cuối cùng Hikaru cũng đã thành công cứu sống được Tsubasa khỏi lời nguyền. Thế nhưng điều này lại vô tình làm cho Chrono Jeru trở nên suy yếu. Tận dụng thời cơ đó, Uruzado đã nhẫn tâm giết chết vị thiên thánh thời không này. Thứ năm là thiên thánh mặt trăng Runa Jeru. Cô là một trong ba học trò của thiên thánh dũng cảm Bure Jeru. Runa Jeru còn chính là một trong những nhân chứng sống cho cuộc tả xung ngũ đột của Bure Jeru năm xưa. Và cô cũng là người được ông gia phó trọng trách trấn giữ cánh cửa địa ngục Hades để không cho bọn Infertia có thể tiến vào trái đất. Khi cuộc chiến đó kết thúc và Bure Jeru bị chìm sâu vào trong địa ngục, Runa Jeru đã định nhanh chóng quay về để thông báo tình hình cho thiên giới. Nhưng cô đã bị tên thiên thánh Runa Jeru phản bội và ám hại, điều mà khiến cho cô ấy bị mất hết ký ức và sống trong hình dạng của một con người trái đất. Sau nhiều năm lang thang, Runa Jeru đã vô tình bị mật thám Valkyria phát hiện ra tung tích và ma nữ đã phục kích để bắt cô ấy. Nhưng điều may mắn là Ozuka đã kịp thời xuất hiện để cứu nguy cho cô và đưa cô về với gia đình Ozu. Do không còn nhớ gì về quá khứ, Kai còn đã đặt tên cho cô ấy là Rin, dựa theo âm thanh chiếc chuông mà cô luôn đeo trên tay. Không lâu sau, khi lấy lại được toàn bộ ký ức của mình nhờ vào các Majiranger, Runa Jeru đã nhận ra cuộc chiến giữa thiên giới và địa ngục đã đến giai đoạn cao trào. Thế nhưng vào thời điểm đó, cô lại không mấy tin tưởng vào khả năng của các Majiranger do họ quá nhân hậu và ngây thơ. Nhưng cô đã quyết định tự mình hành động và chạm mặt với ma giới kỵ sĩ Uruzado, người mà cô tưởng là tên Rai Jeru đã phản bội năm xưa. Thế nhưng, kết quả là cô đã bị đánh bại và cũng bị hắn bắt đi. Sau đó, khi Kai giải cứu thành công cho cô ấy, Runa Jeru mới nhận ra rằng mình đã sai khi cố gắng vứt bỏ lòng nhân hậu. Bản thân Runa Jeru có một sự liên kết rất lớn với anh em nhà Ozu, vì vậy cô xem loài người như bạn bè và không thể hiện sự bề trên với bất cứ ai. Chính cô cũng đã tiết lộ cho năm anh em nhà Ozu biết về cuộc chiến của người cha của họ vào 15 năm trước, từ đó khơi dậy động lực giải cứu cho cha của họ. Trước tổng lãnh thiên thánh Majiru, cô cũng sẵn sàng nói đỡ cho anh em nhà Ozu với một niềm tin to lớn rằng các chiến binh Majiranger sẽ là chìa khóa để mang đến thắng lợi cho thiên giới. Ở tập thứ 47 của series, Runa Jeru là một trong những thiên thánh may mắn còn sống sót trước sự xâm lăng của tên chúa tể ăn mà, để nhanh chóng báo cáo tình hình cho các Majiranger, qua đó giúp họ hành động kịp thời trước khi quá muộn. Thứ 6 là thiên thánh mặt trời San Jeru. Đây là vị thiên thánh gắn bó nhất với các chiến binh Majiranger, khi bản thân San Jeru chính là chiến binh thứ 6 của cả chiến đội với chức danh là Magishine, đồng thời cũng là người thầy của năm anh chị em nhà Ozu. Trở về thời xa xưa, thiên thánh mặt trời San Jeru là một trong ba người học trò của thiên thánh Bure Jeru. Anh cũng đã tìm đến chiến trường với hy vọng giúp đỡ cho người thầy của mình. Nhưng sự trở mặt của Rai Jeru đã khiến San Jeru phải bận bịu đối đầu với tên thiên thánh sa ngã này. Trận tay đôi khốc liệt đó đã mang đến một kết cục không mấy tốt đẹp cho cả hai, khi mà tên Rai Jeru đã bị thương nghiêm trọng và trở thành một xác ướp thoi thóp. Còn San Jeru thì bị biến thành một con ếch, với lời nguyền chỉ có nụ hôn của thiếu nữ mới có thể giúp anh trở lại hình dạng ban đầu. Và câu chuyện của chàng hoàng tử ếch tại trái đất cũng bắt đầu từ đây. Vào thời điểm hiện tại là 15 năm sau, San Jeru đã vô tình được Ozuhoka tìm thấy và đặt tên là Hikaru, trước khi anh được giải phóng qua hình dạng đó nhờ vào nụ hôn của Urara. Khi được trở lại hình dạng ban đầu, San Jeru đã một tay tiêu diệt tên quái vật Garimu khi mà hắn đang gây khó dễ cho các chiến binh Majiranger. Và cũng kể từ đó, anh ấy đã quyết định làm người huấn luyện cho cả chiến đội khi họ vẫn còn thiếu quá nhiều thứ trên con đường chống lại tổ chức Infertia. Trong hàng ngũ Majiranger, San Jeru với vai trò là chiến binh Magishine. Rõ ràng, sự có mặt của anh đã giúp đỡ rất nhiều cho sự trưởng thành của cả chiến đội bằng kỹ năng chiến đấu vượt bậc cùng môn và phép thuật từ tiên giới. Ngoài sự vượt trội trong chiến đấu, San Jeru còn có tài thu phục lòng người. Bằng sự ân cần và thấu hiểu, anh ấy đã nhanh chóng gắn bó với các thành viên khác và dập tan mâu thuẫn ban đầu với người anh cả là Makito.
Trong tập phim thứ 22, chúng ta đã biết được rằng khi Okada Ikari đến một viện bảo tàng xe lửa, anh ấy đã để lộ một niềm đam mê rất lớn tới chúng. Và cũng bởi vì thế mà cơ khí của anh cũng được dựa trên một chiếc tàu hỏa. Bản thân là đệ tử của vị thiên thánh dũng cảm Burejeru, đồng thời có sở hữu bảo pháp đèn thần Magilam rất lợi hại. Rõ ràng, Tanjiro từ nhỏ rất cao với mùi vị của chiến thắng và không thích thừa nhận bất kỳ một thất bại nào trong các trận chiến. Thế nhưng, luôn có những thực thể cao siêu hơn ở ngoài thế giới bao la, ví dụ như ác thần tối cao Doriku của Infernia là một điển hình. Hắn ta chính là người đầu tiên mà đã khiến cho Sanjiro phải nếm trải mùi vị của thất bại. Thậm chí, hắn còn xem anh ấy như chó tiêu khiển và chẳng đáng để bận tâm. Điều này đã khiến cho thiên thánh mặt trời kiêu hãnh bị ám ảnh bởi tên ác thần tàn bạo và cũng không giữ được phong độ vốn có của mình trong nhiều trận chiến sau đó. Mãi chỉ cho đến khi thiên thánh Sunojiru đã chỉ ra nguyên nhân rằng anh đã cố hết mọi việc và suy nghĩ quá nhiều, chính điều đó đã vô tình làm giới hạn khả năng của bản thân anh. Đôi lúc chỉ cần bỏ qua mọi thứ mà lao vào trận chiến như Ozukai thì lại có thể tạo ra những sự bứt phá đáng kinh ngạc. Thật vậy, chính điều đó đã làm cho Sanjiro tự tin thêm rất nhiều, giúp anh vượt qua nỗi sợ và gục thành công được tên ác thần Doriku. Sau này khi chấm dứt cuộc chiến, Sanjiro còn đã tô điểm cho cái kết đẹp của series khi anh còn đã kết hôn với Ozu Urera và đưa cô đến thiên giới Magitopia để sinh sống cùng nhau trọn đời. Cuối cùng là thiên thánh tia chớp Raijiru. Đây chính là cái tên gây tranh cãi nhất trong hàng ngũ của các vị thiên thánh Magitopia. Mang cho mình dòng máu cao quý của chủng tộc thiên thánh, cũng như sở hữu sức mạnh chính nghĩa thuần khiết, Raijiru được kỳ vọng sẽ là một trong những người gánh vác sự thịnh vượng của Magitopia. Nhưng đó là trước khi hắn bắt đầu theo đuổi những tham vọng về sức mạnh và gia nhập với bè lũ Infernia. Cũng kể từ đó, hắn đã trở thành vết nhơ của Magitopia khi còn chính là thiên thánh xa ngã nhất trong lịch sử. Âm mưu làm phản của hắn được bắt đầu từ trận chiến gieo mình với địa ngục của thiên thánh Burejeru. Chính Raijiru lúc đó đã phá vỡ những toan tính của lực lượng thiên thánh khi thông báo kế hoạch tấn công cho chúa tể ăn ma. Hắn cũng đã tấn công thiên thánh Runejeru nhằm khiến cho cô không thể kịp thông báo tình hình trận chiến về cho thiên giới và bị mất hết ký ức. Thậm chí, hắn còn đã giao chiến một trận chiến sinh tử với thiên thánh Sanjiru và làm cho anh ấy phải sống trong hình dạng của một con ếch trong suốt 15 năm. Tuy nhiên thì bản thân của Raijiru cũng đã bị trọng thương và trở thành một xác ướp thoi thóp. Với sự can thiệp này của hắn cũng gián tiếp làm cho thiên thánh Burejeru bị kẹt dưới tầng địa ngục. Đáng nói hơn, những người mà bị Raijiru hãm hại mới trước đó thôi chính là những người tri kỷ nhất của hắn. Bởi Raijiru chính là một trong ba học trò xuất sắc nhất của Burejeru. Qua thời gian sống thoi thóp như một xác ướp, Raijiru đã được cặp song sinh là Nai và Mea tìm thấy, rồi đưa về cho tên chúa tể ăn ma để hồi sinh và phụng sự cho những mục đích xấu. Thế là từ thiên thánh tia chớp đầy kiêu hãnh, Raijiru đã trở thành tổng tư lệnh của quân đoàn Infernia. Hắn lấy cái tên mới cho mình là Mimi, cùng ngoại hình giống như một xác ướp. Bằng kiến thức về thiên giới cũng như thực lực đáng gờm, Raijiru đã trở thành một trong những cái tay đắc lực của tên chúa tể. Và bắt đầu từ giai đoạn này, Raijiru trong thân phận là Mimi cũng đã trở thành một trong những địch thủ đáng gờm của các Magiranger. Rõ ràng hắn đã gây ra không ít khó khăn cho các chiến binh trẻ tuổi bằng sức mạnh và những toan tính nham hiểm của mình. Tên thiên thánh sa ngã này còn không từ mọi thủ đoạn hèn hạ nào, chỉ để có thể giành được chiến thắng và dâng chiến công lên cho Enma. Nguyên tố mà hắn thường sử dụng là sét, thứ năng lực đã làm sạc danh hắn khi còn là thiên thánh. Tuy nhiên thì thời gian tung hoành của Mimi cũng đã nhanh chóng bị chấm dứt khi mà thiên thánh Sanjiro đã gia nhập vào đội nhóm Magiranger và kết liễu hắn trong một trận chiến tay đôi. Thế nhưng trước khi chết, tên thiên thánh sa ngã này vẫn kịp để lại lời đe dọa cho các chiến binh về sự trỗi dậy của một thế lực vượt trội bí ẩn, hay đó chính là sự hồi sinh của 10 tên ác thần địa ngục Infernia Pantheon. Vậy là trên đây, mình đã làm xong 12 thiên thánh Magitopia trong series Magiranger rồi. Và nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những clip tiếp theo của kênh mình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn.